Hôm nay, tại vùng đất Hưng Yên, văn hiến, giàu truyền thống, lịch sử, văn hóa, cách mạng và 9 điểm cầu nơi có dự án đi qua, chúng ta tổ chức lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng của đất nước ta, đồng thời là thành tích thiết thực chào mừng 79 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 70 năm ngày truyền thống của ngành điện lực Việt Nam. Thay mặt chính phủ, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, đồng bào, đồng chí lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Cảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Đây là dự án quy mô lớn có tổng chiều dài là 519 km, hai mạch với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng. Đi qua 9 tỉnh, 43 huyện, 211 xã với 1.177 cột phải thi công, trong đó cột cao nhất là cao 145 m và nặng 426 tấn thép. 513 khoảng néo cần sử dụng 705.000 mét khối bê tông, 209.000 tấn sắt thép, phải thu hồi khoảng 1,83 triệu mét khối đất, di dời hỗ trợ tái định cư ổn định sản xuất cho khoảng 5.415 hộ dân. Với công trình có khối lượng thi công lớn như vậy, thì thời gian thi công như các ông chí đã tổng kết ít nhất là phải từ 3 đến 4 năm mới có thể hoàn thành. Trong khi mục tiêu cấp bách của chính phủ đề ra phải hoàn thành dự án trong thời gian 6 tháng, gặp muôn vàn khó khăn thách thức, trở ngại về thời tiết, nhiều giai đoạn tưởng chừng như không thể hoàn thành được. Với sự chỉ đạo trực tiếp quyết liệt của chính phủ, của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị, nhất là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp các ngành, sự đồng thuận, tin tưởng, hỗ trợ, động viên của người dân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và các nhà thầu đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát công trường, bám sát công việc với tinh thần là vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió, chỉ có bàn làm không có bàn lùi, rồi làm 3K, 4 kíp, làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm, làm xuyên Tết, xuyên ngày lễ, xuyên ngày nghỉ. Các lực lượng phải kề vai sát cánh khắc phục mọi thách thức, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, thần tốc thi công hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian hơn 6 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra. Một là trong công tác chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn, chính phủ đã chỉ đạo các bộ, các ngành, đặc biệt là Tập đoàn Điện lực, các ngân hàng phải huy động vốn với tổng số lượng vốn là gần 1 tỷ đô ở đây và phải giải ngân trong vòng 6 tháng. Đây là một cái thách thức rất lớn. Rồi cái việc chuẩn bị dự án thì trong vòng 3-4 tháng chúng ta chuẩn bị đầu tư cũng là một cái tiến độ thần tốc. Thứ hai là trong công tác giải phóng mặt bằng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy và sự điều hành quản lý tham gia tích cực của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền địa phương, chỉ gần 2 tháng các địa phương đã hoàn thành bàn giao toàn bộ 1.177 vị trí móng cột với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1,83 triệu mét vuông trên địa bàn 9 tỉnh, di dời hỗ trợ tái định cư ổn định sản xuất cho trên 5.115 hộ gia đình và 96 tổ chức bị ảnh hưởng, nhưng hầu như không xảy ra khiếu kiện. Đây là yếu tố rất quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công so với các dự án khác do có sự đồng tình ủng hộ của người dân. Ba là trong công tác bảo đảm đầu vào về vật tư, vật liệu, trang thiết bị, dù luôn đối mặt với nguy cơ thiếu hụt, không bảo đảm tiến độ cung cấp phục vụ thi công do dự án yêu cầu khối lượng vật tư, vật liệu và thiết bị quy mô lớn phải cung cấp trong một thời gian ngắn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của chính phủ, các bộ ngành, đặc biệt là các bộ trưởng, trưởng ngành, các đồng chí lãnh đạo địa phương, chủ đầu tư, các nhà đầu tư đã áp dụng nhiều giải pháp
đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo để xử lý kịp thời các phát sinh, đảm bảo có vật tư đầu vào. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Vận tải biển Việt Nam đã kịp thời vận chuyển gần 1.000 container vật tư, thiết bị nhập khẩu từ các nước về Việt Nam để bàn giao cho các đơn vị thi công đúng tiến độ. Trong tổ chức triển khai thi công, dự án có quy mô lớn về vốn đầu tư, khối lượng thi công và công trường trải dài trên 9 tỉnh, thi công đồng loạt trong điều kiện khó khăn về địa hình và thời tiết, đòi hỏi các tổ chức thi công và điều hành trên công trường phải rất linh hoạt, sáng tạo mới đảm bảo được tiến độ, chất lượng đặt ra cho dự án. Tuy nhiên, chúng ta để triển khai tổ chức thi công song song, đồng thời nhiều hạng mục công việc với phương châm không để móng chờ cột, cột không chờ dây, dây không chờ người, vận dụng nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đổi mới. Trong quá trình thi công, móng cột đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động các doanh nghiệp địa phương tham gia cung ứng nhân lực, máy móc, phương tiện, vật tư nên đẩy nhanh tiến độ đào, đúc móng, qua đó giúp các doanh nghiệp địa phương lớn mạnh và có thêm năng lực, kinh nghiệm để thi công các công trình lớn trong tương lai, tạo thêm công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương. Đối với công việc dựng cột kéo dây, các cơ quan đơn vị đã tích cực vào cuộc hỗ trợ EVN, rồi EVN NPT và các nhà thầu trên mọi phương diện. Về nhân lực, các đơn vị ngành điện đã điều động thêm hơn 3.300 người trực tiếp thi công cột và kéo dây. Thì ta đến các công trường là tất cả các cái kỹ sư, rồi các công nhân mà có tay nghề cao là được điều động từ trong miền Nam, miền Trung, Nam Trung Bộ đấy, rồi ra Bắc Trung Bộ và ra ngoài Bắc, với tổng số là trên 3.300 người. Các tập đoàn Viettel, VNPT, PVN đã hỗ trợ trên 250 kỹ sư, công nhân lành nghề và máy móc trang thiết bị hiện đại để cùng với lại EVN chúng ta thực hiện dự án. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đã huy động đến 1.500 người để tham gia đóng góp hàng ngày trên công trường cho dự án. Thưa đồng bào, đồng chí, phát huy truyền thống cách mạng 70 năm hào hùng của ngành điện, việc thần tốc thi công hoàn thành khối lượng công trình với việc quy mô đầu tư gấp đôi, gấp ba và yêu cầu kỹ thuật cao, phức tạp, do đây là mạch đôi chứ không phải là mạch đơn như trước đây chúng ta làm. Nhưng chỉ với thời gian bằng 1/5, các dự án mạch 1 và mạch 2 đã thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vượt bậc và là thành tích to lớn, là thành quả xuất sắc, đáng được đánh giá, ghi nhận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam và các đơn vị quản lý dự án, các nhà thầu, các đơn vị đã hỗ trợ trên công trường và hơn 12.000 kỹ sư, công nhân, người lao động ngành điện đã ngày đêm tham gia dự án từ lúc khởi công cho đến ngày hôm nay. Thưa đồng bào, đồng chí, công trình 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối đưa vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh cả chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Cái thứ nhất là công trình có ý nghĩa chiến lược, góp phần đảm bảo cái an ninh năng lượng và khắc phục cái sự thiếu hụt điện cục bộ. Công trình này hoàn thành đóng góp khoảng 30 tỷ kWh điện mỗi năm cho khu vực miền Bắc. Cái ý nghĩa thứ hai, công trình là của niềm tin, của sức mạnh đại đoàn kết và quan điểm dân là gốc của Đảng ta. Sự chung sức đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cái ý nghĩa này rất quan trọng. Biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, sự thống nhất, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân là gốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có cái ý nghĩa rất quan trọng là như vậy. Cái thứ ba là nó có ý nghĩa đối với doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài về vấn đề năng lượng, về vấn đề điện, nhất là sản xuất công nghệ cao như là chip bán dẫn, trí tuệ thông minh, điện toán đám mây thì không thể thiếu điện. Nhưng mà cái ý nghĩa hơn ấy, người ta tin tưởng vào mình, đã nói là làm, đã nói không thiếu điện là không thiếu điện, đã nói là hoàn thành cái mạch điện này trong năm nay là trong năm nay. Và chúng ta thể hiện được cái tinh thần là
đã cam kết là phải thực hiện, mà đã nói là làm. Nghĩa thứ tư là công trình thể hiện cái sự khát vọng, cái niềm tin, cái khẳng định, cái giá trị của con người Việt Nam. Chúng ta không có gì không thể, và chúng ta có thể khẳng định là biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. Quan trọng là cũng có quyết tâm không, có dám nghĩ, dám làm không, có phương pháp để làm không, và có biết cách huy động nguồn lực để làm không. Cái ý nghĩa thứ năm là cái ý nghĩa kết nối cái nền kinh tế của chúng ta từ trong Nam ra miền Trung, ra miền Bắc, kết nối vùng. Đây là một trong những cái động lực mới cho sự phát triển của đất nước chúng ta. Trong đó có kết nối năng lượng, rồi kết nối giao thông, kết nối các cái sản phẩm giữa các vùng miền. Nó rất quan trọng. Mà có kết nối điện, có kết nối giao thông thì mới có kết nối được kinh tế, có kết nối được sản phẩm, có kết nối được thị trường, có kết nối được sự tiêu thụ, sự phát triển, và có sự hưởng thụ bình đẳng giữa người dân ở các cái vùng miền khác nhau. Ý nghĩa thứ sáu là công trình đã đề cao cái trách nhiệm, rồi cái lòng yêu nước của các chủ thể, các cá nhân, các tập thể có liên quan, thể hiện một cái tinh thần trách nhiệm rất cao của cá nhân, cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường và tham gia dự án này. Thưa đồng bào, đồng chí, tinh thần thần tốc đã ra quân là chiến thắng của dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị của chúng ta để triển khai các công trình dự án trọng điểm quốc gia khác, tiếp tục công cuộc phát triển hạ tầng của đất nước, góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, chiến lược mà các kỳ đại hội đảng lần thứ 11, 12, 13 đã đề ra, góp phần hoàn thành hai mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta, và hướng đến chào mừng đại hội đảng các cấp và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14.